Ok anh em, buổi hôm nay là buổi ngày 26 tháng 3 năm 2022 anh em nhé. Buổi tơ anh em ạ, đá luôn. Wow. Đây anh em. Yeah. Đây, cựa đây anh em. Đó. Quá nhanh anh em ạ. Tơ. Nhanh. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết clip này. Anh em đừng quên nhấn một like chúc mừng thắng. Và anh em nào đang xem được clip này mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh và bật chuông báo lên để mỗi khi Hoàng Thắng cập nhật video thì anh em sẽ nhận được video coi sớm nhất nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Thế quá anh em ạ.